Sách Khải Huyền của Văn, chương 1, sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Dân gửi cho bởi thánh tại xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Tôi là dân, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bác Mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa, ngay đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa, rằng, điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại, đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt dây vàng ngang ngực, đầu và tóc, người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng, đừng sợ chi, vì ta là đấng trước hết, là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kỳ nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy, hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy.